Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách để chúng ta có thể cài đặt cái phần mềm kiểm tra ổ SSD. Cái phần mềm hôm nay mình giới thiệu đến các bạn có tên là Hardisk Sentinel, đúng không? Trước khi mua máy thì chúng ta sẽ có một cái gì đấy chúng ta tham khảo qua, chứ nó cũng không chính xác 100%. Nó chỉ tất cả các phần mềm kiểm tra ổ thì nó cũng ở có tính chất tương đối thôi các bạn nhé. Thì link tải cái phần mềm này mình có để ở bên dưới phần mô tả video này. Các bạn chưa có cái phần mềm này trên máy tính thì các bạn hãy kích vào cái link này bên dưới phần mô tả video để các bạn tải phần mềm về nhé. HD Sentinel Setup này. Sau khi tải về thì các bạn sẽ giải nén nó ra và các bạn tìm được cái file setup này, các bạn kích đúp vào nó này. Các bạn chọn Yes. Các bạn nhấn OK này. Các bạn nhấn Next. Cái phần mềm này nó rất là nhẹ và quá trình cài đặt cũng rất là nhanh. Rất nhanh và rất dễ luôn. Các bạn để tất cả các cái thông số ở mặc định luôn. Các bạn nhấn Next Next và Install. Quá trình tải và cài đặt rất là nhanh luôn. Link tải bên dưới phần mô tả video này nhé. Link tải phần mềm bên dưới phần mô tả video này. Các bạn nhấn Finish để cho nó lau chùi luôn này. Các bạn sẽ close cái ứng dụng này đi. Chúng ta dựa vào cái thông số Performance ở đây và cái sức khỏe là Health này là 99. Thì theo như thông số của cái phần mềm này đang đưa lên cho chúng ta được biết thì cái con ổ cứng đang chạy trên cái máy tính này nó đang tương đối là tốt. Nó đang ở 99 với 100% thì tương đối là tốt. Cái tempo nhiệt độ đang ở 45 độ C. Nhiệt độ cũng tương đối là mát. Nhiệt độ cho phép. Hiển thị màu xanh. Nếu khi mà nhiệt độ nó nóng lên thì nó sẽ ở các cái độ màu vàng hoặc màu đỏ để cảnh báo chúng ta. Powerwall time 61 ngày 10 giờ được 2 tháng. Nó là ổ mới và được kích hoạt được 61 ngày. Với các thông số cơ bản thì nó đã hiển thị cho chúng ta nhìn luôn là cái cửa sổ chính này. Các bạn có thời gian thì các bạn sẽ nghiên cứu thêm các cái thông số khác. Ví dụ như một temperature này, smart này. Thì các bạn hãy lên Google các bạn tra thêm các cái thông số này nhé. Về cơ bản thì chúng ta chỉ xem qua cái mục overview này thôi. Performance và health này nó được 99% là tương đối ok rồi. Cái ổ các bạn chấp nhận được nha các bạn nhé. Theo như phần mềm nó đưa ra thì rất là được. Còn chúng ta chỉ tham khảo thôi. Ok, video mình kết thúc ở đây. Các bạn thấy hữu ích thì các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.